name is Teacher Emma, and I am Cherry's teacher in PreKids 7. Xin chào cô anh em Bảo Trọng, đây là cô Emma phụ trách lớp PreKids 7 và em là trợ giảng của lớp. Cherry was a very good student who tries very hard and loves to learn. Cherry là một sinh rất tốt của lớp và Cherry rất ham học. Cherry always learned the vocabulary very fast and helped me with the other students to teach them. Cherry học từ mới rất nhanh và luôn luôn cố gắng giúp cô Emma trong việc giúp đỡ các bạn. She always wanted to play my games and she has very good pronunciation. Bạn Bảo Trâm luôn cố gắng luôn tham gia các hoạt động trong lớp và pronunciation. Yes, và cái phát âm của Bảo Trâm rất là tốt. Yes. I was very happy to have Cherry in my class. Cô em rất vui vì có bạn Bảo Trâm là học sinh trong lớp. Thank you. Goodbye. Cảm ơn phụ huynh Bảo Trâm đã theo dõi.